nhớ lời Phật Tổ dạy rằng: đời người chớp nhoáng như lòng điểm quang, thân người giả hộp rồi tan, lao sao bọt nước mơ màng chim bao. Nặng mang những nghiệp trần lao, loanh quanh ba cõi lao sao sáu đường. Đã sanh trong cõi vô thường thì ai thoát khỏi con đường tử sanh. Hiểu đạo ta sẽ thành danh, tôn trọng đạo đức tâm ta an lành. Để dành một chút yêu thương tặng cho cuộc sống đời không phụ mình. Thương người như thế thương ta, quý ơn mẹ cha mới là đạo con. Giữ tròn hai chữ sắc son, non là chữ hiếu, biến là chữ thương. Hai từ vốn chỉ bình thường, nhưng đầy chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét thương. Đường đời nặng ngã
Hiểu và thương hay khắc sâu từ bi.